Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình cũng tạm rảnh lên chương trình để chia sẻ cùng quý vị và các bạn sau những cái ngày mà mình đi đây đi đó, đi từ thành thị đến nông thôn. Thì qua những cái trải nghiệm từ thành thị đến nông thôn, mình cũng đã quay những cái video clip trước để chia sẻ cùng quý vị và các bạn, và quay những cái phương tiện giao thông trên những cái con đường cao tốc từ thành thị cho đến nông thôn, từ tỉnh này sang tỉnh kia. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi lần đi thì mình cũng học hỏi và trải nghiệm được nhiều. Càng đi thì càng học hỏi trải nghiệm nhiều hơn. Thì qua cái sự trải nghiệm của mình từ thành thị đến nông thôn thì quý vị và các bạn cũng thừa hiểu rồi, địa ốc ở thành thị cũng như là địa ốc ở nông thôn thì càng ngày coi như là cái thời giá địa ốc thì rất là tốt so với những cái năm tháng đã qua, những cái thời trước á, tôi nói năm tháng đã qua những thời trước á, thì từ lúc mà ở thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh thì cho đến Hà Nội tôi cũng khảo sát qua vấn đề địa ốc. Tuy rằng trong lúc này thì địa ốc thì nó đứng, nhưng mà cái giá cả địa ốc thì dưới con mắt của một người đã làm việc trong địa ốc lâu năm, thì tôi cũng có làm việc địa ốc ở bên kia, thì tôi cảm thấy là về địa ốc của Việt Nam thì nó không có, khi mà nó xuống ở cái một cái mức độ nào đó thì nó đứng lại đó, và nó không có crash, là nó không có gọi là nó không có đến nỗi mà bị bể bị coi như là bị toang á. Đó là những cái mà tôi biết được, nhìn lại ở trong quá khứ thì tôi cũng biết được những cái điều đó. Còn về vấn đề mà so sánh với những cái mà địa ốc ở bên nước ngoài thì địa ốc ở bên nước ngoài thì tại bên Mỹ chẳng hạn, có một cái thời kỳ nó cũng bị crash, nó bị xuống ghê lắm. Thì đó là những cái mà tôi cũng chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì tôi không biết là tương lai địa ốc ở bên này thì nó sẽ như thế nào, còn lên được không. Nhưng mà tôi thấy lên cũng, nếu mà so với các mà trung tâm thành phố giống như thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn và Hà Nội, thì tôi thấy là giá địa ốc cũng khá cao rồi đó. Nhưng mà theo tôi thiết nghĩ rằng là từ cái vùng những cái vùng mà ven biển ven thành phố thì tương lai thì nó có thể có tiềm năng hơn, tại vì ở trong các vùng thành phố thì giá địa ốc cũng càng ngày lên cao quá. Mặc dù trong lúc này thì thời giá địa ốc cũng đang đứng, và có một số người nào đó nói là đang nóng băng, đó là tôi cũng tìm hiểu thôi, chứ còn như cái tương lai thì mình cũng không biết được như thế nào, mình chỉ dự đoán mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đi từ thành thị cho đến nông thôn thì qua cái dưới cái con mắt ánh nhìn của tôi, tuy rằng cái góc nhìn của tôi chắc cũng có nhiều cái không biết là có chủ quan hay không, nhưng mà tôi thấy là tình trạng kinh tế của nước nhà thì cũng đang trên đà phát triển, đó là niềm mừng. Qua những cái mà tôi khảo sát về, ví dụ như một xe bánh mì, tôi khảo sát một cái cô bán bánh mì, cô cháu bán bánh mì thì một ngày thì bán bao nhiêu, cô cũng nói là bán khoảng 150 đến 600-700 ổ, nhưng trong lúc này thì bán khoảng 100 ổ hoặc là 80-90 ổ gì đó, thì nó cũng bình quá sực lại, thì tôi thấy là cái thu nhập thì cũng ok. Nếu mà mình tính
100 ổ, mình tính ổ là lời khoảng là 5.000 đi. À, thì 100 ổ thì cũng lời được khoảng 500.000. À, 500.000 tôi thấy là cũng ok rồi. À, thuế má thì cũng bao nhiêu. À, thì nhưng mà cô cũng nói là cũng tạm sống được chú ạ. À, cũng sống được. À, thì đó là cô nói qua cái sinh hoạt về mua bán nhỏ của cô thôi. À, chứ còn mình cũng không biết là cô nói là cũng ổn định. À, thì mình cũng biết vậy thôi, chứ còn như mà mình cũng không biết là có nhiều người họ gánh bún bò Huế vỉa hè họ bán cũng khá nhiều lắm. À, hoặc là những cái quán nước chẳng hạn. À, thì tôi thấy bà con mua bán cũng rất là ok. À, có khách. À, thì cái đó là điều mừng thôi. À, còn cái các cửa tiệm lớn các cái này kia thì mình không có được đi sát mấy, nhưng mà thấy là những cái cửa hàng cửa tiệm cửa hàng cửa tiệm nhất là các cái tiệm ăn thì bà con vô ra tấp nập tấp nập. Có nhiều tiệm bán cũng đơn giản lắm, nhưng mà bà con với cái giá bình dân và có lẽ là nó ngon hoặc là nó một cái đặc điểm nào đó, bà con vô ra cũng tấp nập. Thì thấy vấn đề về sinh hoạt, về vấn đề về mua bán kinh tế từ thành thị đến nông thôn thì cũng ok, bà con cũng sống rất bình an. À, bây giờ tôi bên thành thị thì tôi cũng không dám đi sâu nhiều, tại vì có người, đương nhiên thì xã hội thì cũng có người giàu người nghèo rồi. À, thì nhưng mà những cái sinh hoạt ở nông thôn á, bây giờ tôi cũng nhiều lúc tôi cũng muốn khảo sát ở nông thôn nhiều. Thì tôi thấy nông thôn thì tôi cũng quay cho quý vị và các bạn những cái video clip ở nông thôn á, là bà con là tôi thấy là nhiều nhà có xe hơi nữa, bà con cũng sống rất bình an và cũng ổn định, vui vẻ. Nhưng mà cái mà mừng nhất đó là bà con có một số nhà bà con có xe hơi rồi, cũng có xe, nhiều lúc cũng có những cái cơ xưởng nữa, rồi cũng có những cái đất đai, bà con có đất đai rồi có làm vừa làm nông vừa làm trồng cây ăn trái chẳng hạn. Thì theo tôi thiết nghĩ là tôi có tìm hiểu khảo sát một số thì tại sao họ lại được khá như vậy, thì sự thật ra thì vấn đề mà làm nông thì nó cũng có cái giới hạn của nó. Về ví dụ như có được mùa, hoặc là mùa trái cây, hoặc là mùa lúa, hoặc là mùa về vấn đề và những cái củ quả thì tự nhiên là nó cũng có lúc này lúc kia. Nhưng mà sợ gì bà con có xe hơi thì mình cũng rất mừng cho bà con. Tại vì tôi cũng tìm hiểu, không biết cái này có đúng không thì quý vị cho ý kiến. Thì tại vì cái giá thị trường đất đai, ví dụ như bây giờ cái thị trường đất đai thì ở thành thị thì mình nói rồi nha, thì giá, còn ở thôn quê giá đất nó cũng lên. Nhiều lúc cái đời cha mẹ, đời ông bà đời trước để lại, ví dụ như hồi xưa là cái thửa đất đó là cái thửa đất ruộng không, thửa đất ruộng và thửa đất những làm nông thôi, làm nông trồng lúa, trồng ví dụ như những cái hồ rau muống hoặc là những cái thuộc về về đời sống về nông nghiệp nông thôn đó, những cái thửa đất đó là coi như là để mà sản xuất thôi, sản xuất ra mà cùng nó cũng là từ đời này đời kia, nhưng mà hồi đó thì ông bà thì mua rất nhiều và nó cũng rẻ. Ví dụ như những cái thửa đất ruộng, những thửa đất trồng cây ăn trái rồi, những cái thửa đất nó rẻ lắm. Mua nghĩa là mua 10 công hoặc là 20 công hoặc là từ mẫu này đến mẫu kia. Thì các ông bà hồi trước cha mẹ thì họ mua cũng rất rẻ. Sau này phần thì để lại cho con rồi chia sẻ rồi con từ từ bán, thì sau này quý vị các bạn biết rồi thì
Thì khi mà những cái thửa đất đó, những cái đất đó nó lên coi như là đô thị thị hóa, mở đường coi như đô thị hóa, dần dần nó đô thị hóa thì những cái vùng đất đó nó trở thành nửa quê nửa tỉnh, quê thì cũng quê mà tỉnh thì cũng chẳng có tỉnh, nó nằm ở chung chung vậy, trên cái bước đường đô thị hóa thì nó tự động nó lên giá thôi. Tự nhiên là nó lên giá thôi, lên giá thì bà con bán là một miếng là 2 tỷ hoặc 1 tỷ hoặc là mấy tỷ đó thì con cháu bà con bán ra rồi cái số tiền đó họ thằng dư thì họ mua xe hơi. Cái đó là tôi tìm hiểu như vậy, không biết các bạn tìm hiểu sao, không biết có đúng không. Thì đó là những cái biểu tượng kinh tế, những cái biểu tượng kinh tế là từ cái thành thị đến nông thôn. Thì nông thôn thì có một số bài vùng quê thì nó từ từ nó trở thành đô thị hóa, mà tôi nghĩ là từ từ nó sẽ trở thành đô thị hóa, nên chi là cái giá cả đất đai là nó càng ngày càng lên như vậy. Thì khi mà đời sống làm nông hoặc là làm vườn thì thu hoạch thì nó cũng có ấn định thôi, nhưng mà cũng nhờ đất đai. Đó là những cái mà tôi tìm hiểu thật như vậy á. Thì kính thưa quý vị và các bạn, về cái hiện tượng đất đai mà nó lên giá thì ở ngoài các nước ngoài họ cùng bà con cô bác sống ở các nước ngoài cũng biết đấy, đó là ở Việt Nam coi như là họ cũng thừa biết rồi. Ở đất đai Việt Nam là bây giờ giá cả là không còn như xưa nữa, và giá cả, nhưng mà tôi cũng e ngại rằng là nếu mà giá cao quá, ví dụ như các cái thành phố, các trung tâm thành phố mà giá cao quá thì cái giới trẻ sau này họ mua không có nổi. Họ nếu mà không có một cái giá cao mà đến theo cái đồng tiền mà về vấn đề mà lương bổng nó cao thì ok, nhưng mà cái lương bổng thì nó không, về cái tình trạng lương bổng nó không có chạy theo được với đất đai, nhiều lúc đất đai đi quá nhanh thì sau này thì các bạn trẻ muốn có cái nhà các cái thành phố lớn thì chắc cũng là hơi khó. Đó là những cái điều mà tôi suy nghĩ. Còn những cái vùng nửa tỉnh nửa quê thì cũng ok, có thể ok được. Những cái vùng xa xa thì có thể ok được. Thì còn những vùng tại trung tâm thành phố thì nó rất là khó khăn cho cái thế hệ trẻ sau này. Đó là cái điều tôi suy nghĩ như vậy, cũng biết đúng không. Thì cái hiện tượng giá cả đất đai á, thì tôi kỳ này tôi đi tôi khảo sát nhiều ở vùng nông thôn á, thì tôi thấy bà con cực toàn khi mà đất đai bán được rồi thì họ cất nhà xây thôi, cái đó chuyện đương nhiên thôi, họ cất lầu đây còn nói cất rộng rãi giống như là một cái biệt thự ở vùng miền quê vậy thôi, ở thoải mái. Đó là những cái điều mừng cho bà con. Còn mà tôi nghĩ rằng thì vấn đề kế hoạch của nhà nước thì chắc có lẽ là họ cũng một cái số nào đó, vùng nào đó thì có thể là đô thị hóa, còn vùng nào đó thì họ cũng phải là giữ những cái đất để mà trong cái các để cho sự phát triển nông nghiệp, phát triển nông nghiệp. Nếu mà đô thị hóa hết thì cũng không được. Cái đó là phải làm sao để cho nó quân bình giữa thành thị và nông thôn. Thì những cái đất ruộng xa xa tôi thấy cũng có nhiều cái khu về miền Tây hoặc về phía Nam, thì tôi cảm thấy có những cái khu đồng ruộng cũng như là về phía miền Trung chẳng hạn, thì vẫn còn những cái khu đồng ruộng là cỏ bay thẳng cánh, chứ không phải là đô thị hóa hết đâu. Đó là những cái đó là những cái mà những cái căn bản, những cái căn bản để mà cho cái nền nông nghiệp của Việt Nam. Thì Việt Nam bây giờ thì cũng đã
sản xuất lúa gạo ra nước ngoài đó. Đó là những cái điều mà tôi chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì theo mình nhận xét như vậy, thì theo nhận xét là bà con ở nông thôn từ thành thị đến nông thôn thì thấy cuộc sống rất là thanh bình, yên ổn và cũng vui vẻ. Đó là một cái điều mừng cho quê hương trên vấn đề mà cái đã phát triển kinh tế. Chứ còn ngày xưa đối với tôi, ngày xưa thì hồi thời đó thì quý vị cũng biết rồi. Cái thời mà tôi về đây mà mới mở cửa năm 96, 98, đất đai nó rẻ lắm. Như bây giờ tôi ngồi đây này tại cái quận 12 này này, Tân Bình, Tân Phú, hồi đó là những cái bãi đất, những cái hồ rau muống không ai cho đâu có là những cái bãi đất coi như là cũng còn cây cối, cây hoang này kia cho đâu có phải giống như bây giờ. Còn bây giờ là coi như là nó đã đi xa bây giờ là những cái nhà hàng, những cái khách sạn bọc lên, những cái con đường là con đường này mua bán sầm uất ở phía ngoài đường khoai ngoài khách sạn tôi này, nó bây giờ nó coi như là nó là đi quá xa, không thể nào mà mình nhìn lại cái khoảng thời gian mà quá khứ năm 96, 98 hoặc là 2000 này, cái đó là mình cảm thấy là nó quá sức tưởng tượng rồi, không thể nào mà mà nhìn lại được nữa, tại nó đi rất nhanh và đi xa rồi. Đó là những cái điều mà tôi suy ngẫm như vậy và tôi có cái cảm nghĩ như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, thì buồn buồn lên chém gió quý vị và các bạn một chút cho nó vui thôi, về cái suy nghĩ về vấn đề mà tại các vùng nông thôn tại sao bà con càng ngày coi như là càng làm ăn được phong phú như vậy và cuộc sống cũng rất là ổn định thoải mái. Đó là niềm vui tôi chia sẻ, cái niềm vui mỗi lần khi về quê nhà vậy thôi. Ok, ngày mới thì tôi cũng có gì hơn chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui tươi, bình an, sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Quý vị cảm thấy là những cái video clip tôi trong những cái bài nói chuyện có gì quý vị ủng hộ tôi bằng cách cho tôi cái like và đăng ký vào cái kênh của tôi. Đó là niềm vui của tôi. Tôi cũng xin kính cảm ơn quý vị rất nhiều và xin tạm biệt nơi đây.